Chào mừng anh chị quay trở lại kênh youtube của Lê Thanh Trong Ở video này tôi sẽ chia sẻ cho anh chị cái phương pháp 8 giây thần thánh để làm chủ cảm xúc Rất nhiều cha mẹ thì muốn dạy con của mình về cảm xúc, thông minh cảm xúc và nâng cao cái chỉ số EQ cho con Chỉ số trí tài cảm xúc Cái điều quan trọng nhất và ảnh hưởng nhất đó là chính bản thân anh chị phải cần nâng cao cái cảm xúc của mình thì phương pháp 8 giây thần thánh là một trong 8 phương pháp làm chủ cảm xúc dành cho người lớn để thực hành phương pháp 8 giây thần thánh làm chủ cảm xúc anh chị có bốn bước bước thứ nhất đó là stop đó chính là chúng ta hãy dừng lại cái phản ứng của mình À đây được gọi là khoảng tạm dừng thần thánh tức là khi chúng ta gặp một cái sự kiện ở bên ngoài à, tác động thì làm cho cái cảm xúc của mình à, có thể là tức giận à, có thể là lo lắng có thể là buồn à, những cái cảm xúc à, tiêu cực nó xuất hiện thì điều đầu tiên anh chị phải làm đó chính là stop à, dừng lại à, không có phản ứng ngay à, thông thường đối với những người mất cái kiểm soát cảm xúc của mình ấy, thì sẽ phản ứng ngay phản ứng rất là nhanh À, với cái sự kiện với những cái tình huống diễn ra bên ngoài. Bước thứ hai đó là mình chú tâm vào hơi thở, à, quay về cái hơi thở của mình và mình hít thở sâu từ 3 đến 5 lần. Thông thường khi gặp những tình huống tiêu cực thì cảm xúc tiêu cực xuất hiện và cái hơi thở của mình rất là ngắn. Và khi đó chúng ta không có quan sát được Bây giờ chúng ta sẽ quay về cái hơi thở và chúng ta hít thở sâu từ 3 đến 5 lần Bước thứ ba đó chính là kiểm soát Kiểm soát bằng cách nào chúng ta đặt những câu hỏi về cái tình huống sự kiện đấy à, Ví dụ như là cái nguyên nhân thật sự của cái sự kiện này xảy ra là gì à, Tại sao nó lại xảy ra với mình à, Có cái điều tích cực gì ở phía sau đó hay không mình đã tác động như thế nào để cái sự kiện này xảy ra thì đó là những cái câu hỏi để chúng ta có thể kiểm soát được cái sự kiện nó diễn ra đối với mình và bước cuối cùng à, chính là phản ứng tích cực và anh chị cũng đã đều biết cái công thức đó là e cộng r bằng o đó là sự kiện cộng với cái cách phản ứng nó sẽ bằng cái kết quả thì ở đây chúng ta làm chủ được cảm xúc mình sẽ làm chủ được cái cách mình phản ứng và mình phản ứng tích cực thì cho dù cái sự kiện đó là gì đi nữa thì nó cũng sẽ có một kết quả tích cực một kết quả mà nó không có làm hủy hoại hoặc là phá bỏ Rồi như vậy thì anh chị đã được hiểu qua bốn bước để chúng ta thực hành phương pháp 8 giây thần thánh kiểm soát cảm xúc hay làm chủ cảm xúc trong đây quan trọng nhất đó chính là bước 1 khoảng tạm dừng thần thánh chúng ta thực tập làm sao để mình gia tăng ví dụ như ban đầu anh chị đang hiện tại ở đây thì mình quan sát lại những cái tình huống trong quá khứ thì chúng ta phản ứng rất là nhanh ví dụ chỉ có một giây 2 giây thôi thì bây giờ mình gia tăng lên thực tập sẽ gia tăng lên à, trong quá trình 28 ngày thực tập với bộ thẻ nâng cao quy thì anh chị có một tuần lễ để quan sát và thực tập cái phương pháp 8 giây thần thánh để chúng ta gia tăng lên à, 3 giây 4 giây à, 5 giây đó chúng ta gia tăng dần lên và trọn vẹn nó chỉ có 8 giây thôi trong bốn bước Với các anh chị có bộ thẻ nâng cao LV thì cái phương pháp này nó nằm ở thẻ số 12, lát cạc số 12, hai mặt như thế này. ha Tổng cộng trong bộ thẻ nâng cao trí tệ cảm xúc thì chúng ta có 8 phương pháp làm chủ cảm xúc. À, anh chị sẽ có thẻ thì anh chị sẽ lấy những cái thẻ từ thẻ số 6 cho thẻ số 13 thì nó sẽ có 8 cái phương pháp này. Phương pháp đầu tiên, phương pháp 1, cảm xúc của tôi không phải là tôi. Phương pháp 2 là đừng cho quái vật ăn, phương pháp 3 là thay đổi trạng thái cơ thể, phương pháp 4 thay đổi trọng tâm chú ý. Đây là một trong những cái phương pháp của NLP. Phương pháp thay đổi ngôn từ. Phương pháp là neo cảm xúc tích cực cũng là một trong những cái phương pháp thuộc NLP. Phương pháp chúng ta vừa biết đó chính là tám giây thần thánh. Phương pháp cuối cùng đó chính là sống tỉnh thức hay gọi là chánh niệm thì các anh chị có thể anh chị sẽ xem thẻ số 6 đến thẻ số 13 và chúng ta thực tập những cái phương pháp này để mình trở thành người kiểm soát được cảm xúc, nâng cao được cái chỉ số EQ của chính bản thân mình. Thì đó là cái cách tuyệt vời dạy con mình thông minh cảm xúc, nâng cao chỉ số EQ cho con. À, xin cảm ơn anh chị đã xem video à, nếu thấy cái video này hữu ích hãy giúp tôi chia sẻ video về tường à, để cho nhiều người à, cùng xem và cùng đưa giáo dục cảm xúc vào gia đình à, xin chào và xin hẹn gặp lại ở video tiếp theo